đợi xác minh lại bà con ơi. Ở trong là nãy 52, nãy 3 bao, nó 55 nó còn dính ra ngoài nữa. Tiếp tục thì Đất Sơn quay thu hoạch lúa cho con đồng 3 vụ, xã ấp cây chăm, xã Vĩnh Tế không con. Thì cái vạc này là cái vạc làm liên vụ nè, không có bỏ đê, không có xả đê cũng không bỏ vụ luôn, nên năng suất có thể là khác. Còn cái vạc mà Đất Sơn quay trên kia mấy clip trước thì nó bỏ vụ ha, vụ đông xuân, vụ thu đông rồi bỏ, thì nên là đông xuân xuống ta bỏ nhưng mà ta không có xả nước á, rồi đông xuân xuống người ta xả sớm nên là năng suất ta có hơn 900 mấy tấn không ha. Để Đất Sơn quay năng suất dưới đây coi làm sao. Thì miếng này Thất Sơn đo vệ tinh là 8.200 công điện không con, cũng như 6.000 gần 6.500 công cắt, ý gần 6.500 cắt ha. 8.200 công điện đó, đo vệ tinh là chính xác luôn đó. Nói gì tôi thơ quậy ba. Ây dạ. Ở đây là đa số là xạ 504 là nhiều mấy không con, giá thì cũng cao á, 607. Quay cận cảnh cái mâm lúa cho con á, cái này không biết phải 504 không ta hay là ô em đi. Thằng này giống ô em, để hỏi chủ đất một cái chắc ăn, để Thất Sơn hỏi chủ đất cái bà con ơi. Đất ở đây, đất xịn này lúa nặng ký lắm ha, nặng ký còn ướt lúng. Chắc là làm nhẹ phân. Cái này 504 hay OM gì cô? Lúa này nè 504 hay đã OM? OM 18 ha. Hàng chi giờ cũng màu lá nó xanh. À. Ô em đây mình bán giá sao vậy cô? 7.200 kg. Vậy là bằng giá đại thơm luôn ha. Đại thơm cũng 7.200 luôn. Có đại thơm 7.200. Bằng giá rồi, vậy là ô em với đại thơm mua chung giá. Bởi vậy giờ nói sao thế này chắc phải 504 luôn. Bởi vậy giờ em thấy nó khác khác, giờ cái gạ là con biết không. Tháng này để coi năng sức ô em này sao. Ừ ô em cũng giá 7.200 luôn mà con ơi. Để coi năng suất á, và cái bông thì đối với cái dàn lúa này thấy nó cũng hơi gã ha, hơi chân. Mà đổ vô vô cổ nè. Thì bữa nay không biết nhiêu ngày, chắc cũng từ để ngoài hỏi lại. Ô em bữa nay nó vô tới cổ rồi, còn cũng nói chung là nó cũng đầy đặn gạo ha. Ít có bị lép. Đây, lá nó còn xanh này nó vô tới cổ. Coi nè. Này OM 18 ha. Nó vô tới cổ hết rồi. Trong gạo bông vậy là ok rồi nè. Ít lép, vụ đông xuân này ít lép. Này đông xuân xả trước. Cái nhánh giá nó còn tươi gan luôn nè bà con. Tươi này là rất nặng ký nè. Nhánh giá đa số còn tươi. Để coi cắt xong coi được nhiêu bao ha. Nhìn kỹ nó thưa chân nhưng mà giờ em thấy cái bông nó đều đặn ha mọi con. Nó thưa nó đủ dinh dưỡng nên là gạo vô cũng chắc lội không à. Con thấy cái dàn bông.
chiều cao mà OM 18 mới đề thơ mà mấy chiều cao là trung bình khoảng 6 tắc không ha. Là trung bình 6 tắc sẽ sắp cửa 6 tắc rưỡi ha. Bông mà con dòm hạt sáng no tới cậy luôn. Mà nhánh giá nó còn xanh nữa. Này một số bông nó bây giờ thằng OM nó ngộ lắm, có một số hạt nó lé cổ nó vô sau á nè, nó còn xanh nè, nặng ký nhưng mà nó vẫn vô ha. OM với đề thơm vụ này nó bằng giá con ơi. Thấy thường thường OM đề thơm là mua bằng giá ha. OM này chắc vô tấn nữa bà con ơi. Thấy nó năm nay mấy cái miếng lúa xạ trước nó thuận thời tiết nè. Cắt mới có nửa miếng mà kéo một xe kìa, còn nó đóng bao nữa kìa. Quá tợ cái dàn bông, nó thưa chân mà cái dàn bông mà thấy nó đều đặn không bà con. Nó không có số hạt đó. Số hạt trên bông cũng khoảng 6-70 hạt, 7-80 hạt là nhiều lắm rồi ha. Nhưng mà nó vô tới cậy ha. Ít hạt nhưng mà nó vô tới cậy. Con thấy cái dàn bông này. Thưa thưa mà giờ thấy đều đặn quá vậy, nó có ký, có bào ghê luôn. Giống như 504 mà con xạ thấy bông nút mà nhiều bông á. OM 18 mà xạ dày cũng dở lắm nghe bà con. OM đầy thơm rồi xạ mặt độ vừa thưa thưa mà nó trúng á. Thu hoạch xong bây giờ sơn chơi nhiệt tình với bà con luôn, là chạy theo xe và đếm bao luôn. Rồi đó là 8.2 điện chứ 6.5 cắt đi thì bao được nhiêu bao á, thì đó là OM 18 không còn, bữa nay được 99 ngày thì sẽ hỏi lại gọi là 99 ngày đó cái thu hoạch. Để qua đây sơn nhiệt tình với bà con luôn, đếm là thử nhiêu bao cho nó chính xác. Rồi OM 18 cái vụ đông xuân sớm thì nó có trúng không, thì đối đất hai vụ khác ha, con này đất ba vụ khác ha. Ba vụ đôi khi nó không có trúng hơn, mà thuận thời tiết nhiều khi nó cũng trúng nữa. Đó, đây sơn đếm là chính xác à. Ở đây là sao nghiêng dữ vậy? Chắc lấy cái độ cong mà con ơi. 2, 4, 6, 12, 2, 4, 4, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cái vạt trắng là 52 bao đó bà con ơi. 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64. Đếm tiếp này bà con, để lộn á, 64 rồi đó, 56, 58, 69, 70, 71,
2, 7-3, tháo không gửi cắt ha, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, vậy là trúng rồi. 80, bao này năm mấy rồi bà con, theo vô quá mềm rồi. 57, 58 à. 70, 80 hả, 80, 81, 80 bao rồi. Ôi, vậy đó, cá trả vừa rồi, thôi vậy trả đi, cái uống đi, có gì đâu. 81. Thôi chưa mà nói vậy anh muốn. Nói vườn của ông già chồng không hết hồn hết vía nghĩ không? 83. Ông lá muốn bùa ý gì móc gốc. 84, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 92, 93, 45, 56, 57, 98, 99, 100, 101. 101 bao nè. Nhiêu? Hết lượng 101 bao. Trăm lẻ hai luôn. 102 bao rồi đó. Hết rồi luôn đó. Rồi ở đâu chị đếm lại coi. Đợi xác minh lại bà con ơi. Ở trong là nãy 52, nãy 3 bao nữa. 55 nó còn dính ra ngoài nữa. 101 hả? Để em đếm lại coi. Rồi sau khi đếm kỹ là 105 bao bà con ơi, 105 bao mà cũng như 6 gửi làm cắt đây cũng như là công 16 bao. Và trung bình bao này có 55kg à, đối với OM18 với bao này vô mềm 55kg cũng chạy ra 55 nhân cho 16 cũng có 880 cũng như 900kg rồi ha. Thì nói chung thì với cái mức năng suất này thì cũng ok rồi. Với cái đồng này là đồng bỏ vụ bà con ơi, vụ 3 vụ rồi, vụ thu đông á, thì bà con ta không có canh tác ha. Vụ ba rồi không canh tác tại vì cái đợt mấy vụ rồi, vụ đông xuân rồi mới hành, rồi tới tiếp vụ hè thu người ta cũng thất thoát quá nên ta bỏ. Thứ nhất là ta bỏ thì đó, cánh đồng này bỏ là không có xả đê, không có xả nước, vẫn bỏ nhưng bỏ không gì đó cho. Thứ nhất là lúa hai tuần nó lên, thứ hai là người ta xả sớm tại vì nước vừa nước ở ngoài giật không giật gì, trong đây nó cũng đâu có nước đâu nên bà con ta bơm nước ta xả nhồi luôn ha, nên là sớm. Bây giờ nó cắt sớm nè, còn bên đây xả đê nè, mới có công cái me hả. Tại bên đây người ta cũng tính kinh tế á, ta tính là nếu mà xả đê vô là đợi nước rút là mới xả được. Còn người ta bỏ đất không thì ta sớm ta bỏ không rồi đó. Thứ nhất lúa hai tuần lên, thứ hai là nước vừa giật xuống đồng ngoài còn nước lại trong đây ta bắt đầu ta xả luôn ha. Nên bây giờ ta cắt sớm nè, được giá mà được mùa nữa ha. Rồi Sơn chia sẻ cho bà con nha.